lọc gió SBT hai thanh niên quê nhỏ lọc gió. Có khi nào tiếng nãy lớn hơn tiếng bô hơn luôn không? Dễ gì sao lớn nổi. Đã thì nó có bán được thùng đợi cái bọn còn phun bóp đầu lấy là hôm nay đệ tử mới anh Tấn. Lọc gió là phải tháo hết trơn. Nay vlog đó nó lên cái gì? Cam Eco. À, cam Eco chạy được 140 mấy. Cho tới ngày nay, lý do khiến bà làm ra hành động đặc biệt này vẫn là chủ đề đang được bàn luận ở Thượng Viện. Từ lên nồi một số nhân thoại đưa ra tại chương trình ta đang trưng bày để ngoại cố ý định làm thị trưởng ra phi thường của Càng Long. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, Việt Nam đại dịch cuộc chiến này đã hiến kế hoàn cổ bị Càng Long Trung Quốc và thu hồi lại bốn đảo Trấn Phong mà ông từng ban cho. Tháng 8 năm 1766, kế hoàn cổ qua đời trong đảo Thị Trấn Long. Sau khi bà mất, Càng Long còn hạ lệnh cho bà bên cạnh thuộc vị không cho lập bài vị, không được thượng tế để tiêu hủy mọi tư liệu đã liên quan. Chỉ dù của hoàng đế là bố khi đó còn thờ bà, hoàng hậu tính tình thay đổi, không thể chỉ đạo với hậu thân hoàng hậu khi đến Hàng Châu hành động sai trái, cự trị thiên loạn. Về tang lễ, tất nhiên không thể đưa ra dưới hiệu hoàng hậu mà xử lý, nên lấy tư cách an thái mà nhà tiên sư. Kết quả là đám tang của hoàng hậu là lấy cái nhỏ nhà mà chế chống đổ vô. Có xe nào lắm, có xe kia. Có xe này. Đem ra dành con té như vậy. Xong rồi mới vừa tới nè.
nhưng mà nó chạy dàn áo, chạy mấy cái áo chưa rõ mấy cái quan trọng rồi đó, đỡ cho thắng. Gắn cái lọc nó nằm ở đây hay là nằm trong họng anh? Gắn trong họng á, nó mở cái nắp trên được rồi. Mở cái nắp ra rồi nó bụi lắm. Để nó là hứng trọn bụi luôn. Nước luôn á. Nước luôn. Vậy nào đó nó mua cho hả? Đúng, còn tao gì? Nên mua nó mua cái này luôn. Khác với đâu không? Cái này đã khỏi mà nếu mà gắn cái nắp vào là nó đâu có tác dụng gì nữa đâu. Đúng rồi, cắt cắt hai bên. Tôi gắn cái này cũng cắt được cái đầu dài. Đó, gắn vô đó là xong. Bỏ cái nắp đó luôn á. Đút đút cái đó vô chổng á. Cái này muốn cắt mấy cái lỗ nữa. Ừ. Nhưng mà mình để nó vô nó bụm như là không, cái tiếng gió nó hút vô cái âm thanh nó ra rồi nó bụm nghe nó dữ. Cho nó kiếm cái ống nhôm vô mình. Cái hai cái đầu nổi này nè. Kiếm cái ống nhôm cái mình chút mình đút vô một chiếc. Nó cần cứng quá. Cái chỗ cứng là tính rồi bạn. Trở thành kiếm chồng của chúa. Cắt cái đầu. Bỏ luôn. Bỏ cứng luôn. Ừ. Bao xúc. Tại trong nó bự. Nó chịu trong ngắn trong rồi đó. Bữa gió trong rồi. Xí cái gỗ về cái tướng luôn mà. Bỏ xiếc. Bỏ xiếc luôn hả? Nó hút mà chứ đâu phải nó khỏi đâu mà bay. Khỏi gì cũng không bay nổi. Cái này nó bự vào trong cái vòng ngoài cái này luôn. Không. Cái vô tới trong này ngắn trong. Đây là học sinh máy rồi. Đây là học sinh máy. Có hẳn độ trái 62 giờ G15 rồi đó. Ừ. Ừ. Lòng Uma Racing. Độ 62 xe này lên được 180 không ta? chắc nắp gió chắc cũng được. Gán lắm. Con này chạy mà nắp gió là lên nhanh nè, còn mà kiểu như mình đưa mặt mình hứng là lên hoài lên không nổi. Quá trời 100 mà đụng nó bỏ kì là 300 là bỏ bạc rồi nghe quá chứ. Không có chỗ nắp. Kéo lên 100 rồi đó. Cả chân ta là gió tặng cái dụng chung tay luôn đó. Không âm thanh nha. Không âm thanh nè. Chút bịch vô là mới nghe. Gắn cô Diên đi, mới nghe. Gắn cô Diên cho mà chạy không, nghe mày đẹp. Thôi. Đi vô nóc rồi nè. Nghe nó nói vô nóc rồi nè. Nó nói xạo. Cái mùa quay không nghe nè, quay qua cho mình nghe. Qua máy đúng rồi, tính ra qua máy nó cắt bên đồng đúng rồi. Mà nó bán. Cái cậu gì không? Qua bé tao giữ xe giờ nó háo hai góc nó lấy cao cái bụi đâu. Qua máy, đúng rồi. Coi cái ông gì, cái ông bị chạy chiếc màu đỏ đen á. Ông nào? Ông Dương Tấn Sang.
như tháng sang đúng không? Ông đó ở đây hả? Ông ở thành phố nhưng mà nhà ông quê ở đây. Quê không? Quê kia chạy là TK 502. Ghê à? Đợi đợi nghe chơi. Chiếc thì chắc dọn mấy đứa nó đi học. Chiếc này mà đưa mấy thằng thấy không, đưa cả ông Pháp chạy chân cũng lên tới đây luôn, chân đúng tay luôn, chân đụng đụng này luôn, bẻ lái không được luôn. Để gì chạy chạy đạo nhà đạm nít vậy.